Thắng Hoàng xin chào các bác nhá. Đây nay lên cho các bác một bộ 3 món, combo 3 món xử lý karaoke gia đình. Bao gồm một đẩy, một vang Vina X5 và một dòng mic rất là ok ổn định cho anh em dùng luôn. Dòng mic của Linh K5000. Thì ở cái model này thì anh em có thể là sử dụng gia đình với loa full 30, loa full 25. Đấy, thì anh em đều có thể là sử dụng được hết với con đẩy GOD này. Mã 600 các bác nhé. Ui giời, các bác nhìn con đẩy sang trọng đẹp đúng không ạ? Thiết kế rất đẹp, rất là sang trọng luôn. Có cả màn hình DSP. Có cả màn hình DSP luôn nha mọi người nha. Đấy, và cái dòng vang số huyền thoại này rồi. Đây là một trong những cái dòng vang khá là ổn định. Âm thanh rất là hay. Và được sử dụng, được sản xuất với cái thương hiệu nổi tiếng cao cấp của vang, đấy là Vina. Vina hãng này là quá là chất rồi các bạn ạ. Bản này là nó thiết kế cũng đang là khá là đời mới, với cái phím bấm mềm chưa ngã màu nha anh em nhé. Những cái phím bấm thông thường thì những cái hàng xịn X5 thì nó sẽ là cái dạng phím mềm, phím nâu mềm, thì sử dụng lâu dài thì nó sẽ ngã sang màu nâu, còn cái này thì nó mới hơi nâu thôi. Đây anh em đấy, phím mềm nha anh em nhé, không phải phím cứng nhá. Những cái dòng vang này là những dòng vang xịn, phím không phải phím nhựa, phím nó là phím nhựa dẻo. Đó, anh em thấy không ạ? Một bộ này khá là đẹp. Thì để em ước lượng cái mức giá cho anh em chơi nhá. Còn anh em về anh em có thể là ghép được với một bộ loa full 30 đấy, hoặc là một bộ loa full 25. Thì công suất nó là 600W một kênh nha các bác. 600W một kênh thì anh em đánh 30 25 thoải mái. Kể cả anh em đánh hai cặp 25 cũng được, ok. Hoặc là một cặp loa này, một cặp loa nằm. Phây nhôm nhìn trông rất cứng cáp, rất sang trọng. Vang đẹp, mic đẹp, tất cả là đều đời mới hết nha anh em nha. Đó, thì chọn bộ để em xem nào. Cái con đẩy này thì bên em bán ra cho anh em với giá là 3,3 triệu. Còn vang là 2,5 triệu. Vang này thì có điều khiển luôn cho anh em dùng. Mic thì con này thì em bán thì còn có mỗi 2 bộ thôi. Em là tính cho anh em 1,9 triệu một bộ thôi. 1,9 triệu một bộ thôi. 3 triệu là 4,4 triệu. 4,4 triệu với 3,3 triệu là 7,7 triệu đồng. Hình như nếu tính không nhầm là 7,7 triệu đồng thôi các bác. 7,7 triệu đồng một bộ dàn xử lý âm sắc âm thanh cho các bác nuôi loa xử lý âm thanh. Quá rẻ đúng không? Còn anh em mua loa bao nhiêu tiền đấy là việc của anh em chơi. Bên em vẫn cung cấp loa cho các bác rất là nhiều mẫu loa 25-30 các kiểu. Anh em có thể xem này, vang X thì chắc anh em cũng không xa lạ gì rồi, mic dạng Beyer vỉ tím thì anh em cũng không xa lạ gì nhiều rồi. Còn mỗi cái đẩy này thì mỗi cái mặt nó thiết kế khác nhau, nhưng mà ruột này chắc anh em cũng chẳng xa lạ gì nhiều, đúng không ạ? Còn mới tinh, đẹp long lanh, mới leng keng. Con này thì nó sản xuất năm 2018 nha các bác nhỉ. Đấy, sản xuất 2018. Theo công nghệ này là của Anh Quốc, mã là MA650, công suất 650. Mặt thì nó ghi 600. Đấy, đúng rồi. Cái phíp này là phíp bo nguồn đây anh em này, nó ghi là mùng 2 tháng 6 năm 2018 này. Đấy, mùng 2 tháng 6 năm 2018 này. Họ hàng rất đẹp các bạn, phải nói là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. Mẫu này thì nó là dạng glass hat thôi các bạn. Nó là dạng glass hat. Nó xử lý linh kiện chất lượng, thiết kế đẹp mắt, sạch sẽ mới, tiếng rất là hay. Cái mẫu này tiếng rất là hay. Đấy. Mặt thì có màn hình DSP nha các bạn nhé. Đó. Vang số X5 vang số X5 thì đây anh em có thể xem này. Vina X5 nha mọi người nha. Vina X5. Các cái này bẩn dính keo rồi. Keo băng dính nha các bác. Mua hàng về người ta bọc khói. Để bọn em phải lau chùi sạch đẹp cho anh em. Vina X5 là một trong những cái dòng thương hiệu chuẩn của dòng vang số X rồi. Không có con có dòng nào nó có thể hơn được vang X5 này được. Còn anh em thích chơi loa 5 triệu, 7 triệu, 9 triệu, 10 triệu thì anh em có thể kèm vào đấy, cộng thêm giá vào thôi. Thế còn model này
với giá hơn 7 triệu thì cũng quá là ok các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu thì đặt hàng qua số điện thoại của Thắng Hoàng, đấy là 0969800985. Mọi người xem video ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like nhé, đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên cửa hàng em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều, xin chào tất cả mọi người.